Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán nâng cao lớp 3 cùng với thầy trường. Thế qua hai video vừa rồi, thầy giáo đã trao đổi với các em các cái bài toán liên quan tới diện tích hình chữ nhật. Thế hôm nay thì với video thứ ba, thầy giáo sẽ trao đổi với các em một cái bài hoàn toàn mới và rất là hay về diện tích hình chữ nhật. Thế thì bài đó như thế nào thì sau đây thầy và trò cùng trao đổi. Thì các em lấy giấy và bút ra cùng làm với thầy. Mời các em. Chúng ta tiếp tục đến với cái dạng toán về diện tích hình chữ nhật. Bài 3, các em đọc theo thầy. Bài 3, tính diện tích hình chữ nhật biết rằng khi giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 1/4 số đo của nó thì diện tích còn lại là 54 mét vuông. Đó. Thế thì giải bất cứ một cái bài toán nào thì các em cũng phải đọc kỹ đề xem là bài cho biết gì, yêu cầu làm gì, đúng không? Muốn tìm hiểu cái việc này thì các em lấy giấy nháp ra và các em vừa đọc vừa viết vừa vẽ ra nhé. Thì đối với bài hình thì các em tốt nhất là vừa đọc vừa vẽ hình ra, phải không? Tính diện tích hình chữ nhật biết. Đấy, thầy giáo cứ cho một cái hình chữ nhật như thế này đi, đúng không? Đó, một hình chữ nhật như thế này. Biết khi giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 1/4 số đo của nó. Nghĩa là như thế nào các em? Nghĩa là chiều dài này giảm 1/4, nghĩa là chiều dài này chia làm 4 phần. Đó, thì sẽ giảm 1 phần, đúng không? Giảm 1 phần, dưới này cũng giảm đi, đó. Thế còn chiều rộng này thầy giáo cũng chia làm 4 phần, đúng không? 4 phần, thì cũng giảm 1 phần đi. Đó, và diện tích còn lại nhé. Các em lưu ý diện tích còn lại là cái diện tích này này. Đây này. Đấy, diện tích còn lại này này là 54 mét vuông. Đó. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu là các em tính cái gì? Tính cái diện tích ban đầu này này. Đấy nhá, tính cả cái diện tích cái hình này. Hình to này này. Đó. Thế thì sau khi đọc đề viết vẽ ra như thế thì bây giờ thầy giáo xem bài toán cho biết gì nào. Cho biết là giảm đi 1/4 thì cái hình này chia làm 4 phần, giảm đi 1 phần đây. Giảm 1/4. Đó. Chiều rộng và chiều dài cùng giảm 1/4, nghĩa là rộng cũng giảm 1/4. Thì cái diện tích còn lại, các em nhìn diện tích còn lại là 54 mét vuông đây. Thế còn cái diện tích ở phần này là diện tích giảm đi nhá. Diện tích giảm đi. Đó. Thế thì bây giờ làm thế nào để thầy giáo tính được cái diện tích của cái phần này? Đấy là một cái vấn đề khó đấy nhá. Làm thế nào? Thế thì nếu các em mà đối với bài toán này ấy, nó gần giống bài toán khó của lớp 4 rồi. Tuy nhiên thì với lớp 3 thì thầy giáo hướng dẫn các em giải nhá. Thì đối với bài toán này thì các em thấy thế nào? Thấy đây là các phần bằng nhau đúng không? Đó, các phần bằng nhau này đều là các phần bằng nhau hết nhé. Thế nếu thầy giáo kẻ theo các phần bằng nhau như thế này, kẻ đó, và bên này thầy giáo cũng kẻ đó, thì các em thấy này, thì các em sẽ được bao nhiêu hình chữ nhật nhỏ nhé. Nếu kẻ như thế này thì chúng ta sẽ được bao nhiêu hình chữ nhật nhỏ, thì các em thấy này. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hình. Chúng ta có 16 hình chữ nhật nhỏ. Đó. Nếu không thì các em lấy đây là một hàng này có 4 hình, mà có 4 hàng thì là 4 x 4. Thế đấy là cái hình to nhé, là 16 hình. Nhưng mà cái phần diện tích còn lại các em nhìn đây này, phần còn lại là chỉ từng này thôi nhé. Phần còn lại. Phần còn lại. Thế các em thấy là bằng bao nhiêu hình? Đây là còn 3 này. Là còn 9 đúng không? 9 hình. Đó, phần còn lại là 9 hình. Mà 9 hình này thì lại chính là bằng 54 nhá, bằng 54 mét vuông. 9 hình này chính là 54. Như vậy thầy giáo có tìm được một hình không? Tìm được một hình này không? Đó. Và các em lưu ý là
trong chín hình này là đều giống nhau nhá, bởi vì sao? Chiều rộng là bằng 1/4, chiều dài bằng 1/4, hình này cũng thế nhá. Đấy, các cái hình này là giống nhau. Đấy, các em lưu ý. Thế như vậy là gì? Thầy giáo thấy là chín hình đấy mà tương ứng với 54, vậy thầy giáo tìm một hình. Một hình thì đương nhiên bằng 54 chia 9 thôi, đúng không? Đó, một hình thì 54 chia 9. Thế mà bây giờ cái hình to này là có 16 hình tất cả, thì thầy giáo tìm được bao nhiêu nhân với 16 là ra thôi, đúng không? Đó. Thế thì bài toán này là bài toán rất là hay, bởi vì nếu các em biết cách vẽ là các em có thể giải được. Còn nếu cứ mà suy nghĩ mà không chịu viết vẽ ra thì các em cũng không tài nào mà tìm ra cách giải của bài toán này. Thì đấy là vấn đề thầy giáo muốn trao đổi với các em. Khi học hình thì tốt nhất là các em cứ viết vẽ ra, cố gắng nhá. Thế thì bây giờ để giải bài toán này thì thầy giáo phải viết vẽ ra thôi, đúng không? Thầy giáo viết vẽ ra. Ở đây là thầy giáo sẽ vẽ một cái hình chữ nhật trước. Đó. Vẽ một hình chữ nhật. Thầy giáo đã vẽ xong hình chữ nhật đây rồi. Các em lưu ý không mực nó nhòe nhé. Khi giảm 1/4 chiều rộng thì thầy giáo chia chiều rộng ra làm 4 phần. Ở đây thầy giáo dựa vào các cái ô kẻ ở đây thầy giáo chia làm 4 là đều nhau. Thế còn lại chỗ này chia 4. Thầy giáo chia 2 trước. Sau đó chia 2. Chia 2 là ra 4. Còn các em dựa vào ô ly các em sẽ dễ làm hơn. Đó. Thế và để nó rõ thì thầy giáo sẽ kẻ nhé. Thầy giáo cứ chia cái hình này ra làm các cái phần như thế này. Đó. Chiều dài thầy giáo cũng chia ra. Đó. Và các em lưu ý là sau khi giảm thì số diện tích còn lại, đây là giảm đi nhé, phần này là giảm đi này, phần này cũng giảm đi, như vậy diện tích còn lại là cái phần này các em này. Thầy giáo vẽ ra thế này để các em dễ nhìn nhé. Đây, diện tích còn lại là cái chỗ gạch gạch đấy. Đấy. Thế các em bây giờ là chúng ta vẽ được hình rồi. Thế để giải bài toán này thì chúng ta cứ nhìn vào hình thôi nhé. Đấy. Nhìn vào hình. Nhìn vào hình bên. Khi các em chia cái hình chữ nhật này theo tỷ lệ. Đấy, theo tỷ lệ là gì? Chia hình chữ nhật theo tỷ lệ cạnh, ta được 16 hình chữ nhật nhỏ. Có diện tích bằng nhau. Đó, 16 hình có diện tích bằng nhau. Các em lưu ý cho thế cho thầy. Muốn tính thì các em lấy là một hàng này có 4 chứ.
nhân với 4 đúng không? Đó. Thế và gì? Và diện tích còn lại. Tương ứng diện tích còn lại tương ứng với 9 hình chữ nhật nhỏ. Đó, 9 hình chữ nhật nhỏ. Vậy diện tích một hình chữ nhật nhỏ là các em lấy 54 tương ứng với 9 hình, cho nên là các em chia cho 9 bằng 6. Đơn vị ở đây là gì? Cm vuông. Thì 6 này là 6 cm. Đó. Vuông. Thế các em lưu ý là một hình thì là bằng 6 cm vuông, mà cả cái hình lớn này thì lúc nãy chúng ta đếm là ra 16 rồi, mà nếu không tính thì các em lấy 4 x 4 là 16. Thế như vậy là gì? Diện tích hình chữ nhật ban đầu là các em chỉ cần lấy 6 là một hình nhân với 16. Các em nháp đi. 16 này nhân với 6 này. Đây. 6 x 6 36, viết 6 như 3, 6 1 là 6 như 3 là 9. Bằng 96. Đơn vị sẽ là cm vuông. Bởi vì đây là cm vuông nhân với 16. Đó. Và bây giờ các em viết đáp số. Thế thì qua bài toán này thầy giáo lưu ý với các em điều gì? Là đối với cái bài toán mà chia theo tỷ lệ là 1/4 số đo ấy, thì các em lưu ý là các em kẻ hình ra nhé. Các em kẻ hình ra. Và sau khi kẻ hình theo tỷ lệ thì các em thấy là ta được các cái hình chữ nhật bằng nhau. Tại vì sao lại bằng nhau? Bởi vì chiều rộng của nó thì bằng 1/4 chiều rộng hình ban đầu. Chiều dài cũng bằng 1/4, hình nào cũng thế. Cho nên là diện tích bằng nhau. Thế các em thấy là nhìn vào đây thì các em thấy diện tích bằng nhau, và các em xem là cái số diện tích còn lại hoặc là số diện tích bớt đi nó tương ứng với bao nhiêu hình. Đấy, thì các em sẽ tìm được một hình nhỏ. Một hình nhỏ rồi thì bây giờ các em sẽ tính được cả cái hình lớn lại. Đấy là kiến thức của bài hôm nay, thầy giáo lưu ý như vậy. Thế thì bài giải của thầy giáo đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở bài sau. Và thầy giáo lưu ý, nếu các em muốn theo học thầy lâu dài thì hãy nhờ bố mẹ đăng ký kênh YouTube của thầy, ấn vào hình cái chuông để các em nhận thông báo các video mới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.